Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Những Thái tử Đảng không may. Bài viết hôm nay do người bương gió biên soạn, Quang Chương trình bày. Thưa quý vị, trong năm 2015, một loạt các con cái của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam được thăng tiến một cách vượt bậc đã gây nên những sóng gió về truyền thông. Dư luận trong nhân dân gọi đó là cuộc kế vị của những thái tử đảng. Báo chí của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đưa những bài viết về sự bố trí nhân sự kiểu con ông cháu cha này. Có tờ báo ngầm lên án việc bổ nhiệm con cháu lãnh đạo vào chức vụ cao cấp. Có tờ ngược lại thì bênh vực. Dư luận ồn ào đến nóng bỏng từ vỉa hè cho đến nghị trường, cũng những cái tên như là Lê Trương Hải Hiếu, Lê Phước Hoài Bảo cho đến Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Thành Nghị được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Hoặc là em trai của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, một chức danh tương đương với lại bộ trưởng của một bộ. Một thái tử đảng khác âm thầm tiến chậm và chắc hơn và không gây xôn xao dư luận đó là thái tử Nguyễn Sinh Nhật Tân, là con trai của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội ông Nguyễn Sinh Hùng. Thưa quý vị, trong đại hội đảng bộ của Đảng của Bộ Công Thương hồi tháng 8 vừa qua, thì Nguyễn Sinh Nhật Tân đã lẻn một cách êm ái vào Ban Thường vụ Đảng ủy bộ này, có tên trong 9 người đứng đầu Bộ Công Thương. Khả năng không xa Nguyễn Sinh Nhật Tân sẽ được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Tuy nhiên, không phải cứ thái tử đảng nào cũng được phần thăng tiến vượt bậc như vậy. Thái tử Nông Quốc Tuấn, con của cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, sau khi lóe sáng ngời ngời làm đến chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, thì vào một ngày khi mà ông Mạnh đã về hưu bên người vợ trẻ mới cưới, thì Tuấn đã bị điều sang làm Phó Ban Dân tộc và mất hút khỏi chính trường từ đó cho tới nay. Con rể của ông Phạm Quang Nghị đó là Bạch Ngọc Chiến nằm trong số cán bộ nòng cốt xếp vào diện luân chuyển để thăng tiến. Chiến được điều từ Hà Nội về Nam Định làm Phó Chủ tịch tỉnh Nam Định vào năm 2014 nhằm tiếp cập chức Chủ tịch tỉnh Nam Định sau đợt bầu nhân sự mới. Tuy nhiên, Bạch Ngọc Chiến không được bầu vào danh sách Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định trong đại hội đảng bộ họp cuối tháng 9 vừa qua. Thưa quý vị, trước đại hội đảng bộ Nam Định 2 tháng, tờ báo Vietnamnet có đưa một bài viết về hiện tượng có một số tỉnh tẩy chay các cán bộ do trên luân chuyển về. Hàm ý của cách giật tiêu đề, bài báo có ý muốn nói sự bất công cho Bạch Ngọc Chiến ở Nam Định. Tuy không cụ thể nêu tên, tờ báo này hiện nay do ông Phạm Anh Tuấn làm tổng biên tập. Ông Tuấn vốn là đàn em của ông Hồ Quang Lợi và Lợi là đàn em của ông Phạm Quang Nghị là Bí thư Thành ủy Hà Nội. Không lọt được vào Thường vụ Tỉnh ủy, Bạch Ngọc Chiến chỉ còn chức danh Phó Chủ tịch có tiếng mà không có miếng. Cơ hội đi lên của Chiến, một thái tử đảng đã bị ngừng lại ở tại nơi đây. Trong khi đó thì con trai của ông Phạm Quang Nghị là Phạm Quang Thanh, từ khi mới là sinh viên ra trường thì Thanh nhờ thế của bố đã thăng tiến nhanh chóng đến chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo Việt. Tuy nhiên, trong cuộc thay đổi nhân sự mới đây thì một người trẻ tuổi cùng trang với lại Phạm Quang Thanh đã được chọn là Tổng Giám đốc Quỹ Bảo Việt. Phạm Quang Thanh, con trai của ông Phạm Quang Nghị không có tên trong Hội đồng Quản trị. Tương tự như anh rể của mình, Thanh chỉ còn chức danh Phó Chủ tịch không quyền lực. Không có tên trong thường vụ, không có tên trong Hội đồng Quản trị, con rể và con trai của ông Phạm Quang Nghị không những chẳng đi lên tiếp được đó, nó còn có thể thụt lùi trong tương lai như là dạng Nông Quốc Tuấn, con trai của ông Nông Đức Mạnh. Trong khi đó, em đỡ đầu là cánh tay mặt của ông Phạm Quang Nghị đó là ông Hồ Quang Lợi, vốn là trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, còn thê thảm hơn. Lợi không có được một chức danh đảng nào trong ban chấp hành đảng bộ Hà Nội khóa mới. Nhưng đâu phải chỉ có thái tử đảng, nhà họ Phạm, quận chúa của Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa, đó là Tô Linh Hương, sau 2 tháng nắm quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Vinconex cũng vội vã rời khỏi chức vụ này ở tuổi 24. Thế tử nhà Phùng Quang Thanh là Phùng Quang Hải, số phận có vẻ bí hiểm hơn là những thế tử đảng khác. Phùng Quang Hải là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty 319, một công ty xây dựng quân đội, có doanh thu khủng khiếp gần 7.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm ngoái. Và cuối tháng 8 vừa rồi, thì đại hội đảng bộ của công ty 319 tổ chức nhưng không thấy thông báo kết quả danh sách thường vụ đảng ủy tổng công ty. Phùng Quang Hải
có còn làm bí thư đảng ủy của công ty 39 này hay là không đến nay vẫn chưa ai biết được. Có lẽ số phận của Phùng Quang Hải còn phải chờ đợi vào một số phận của cha của mình là ông Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng ông Phùng Quang Thành trong hai hội nghị Trung ương tới đây. Như vậy thì không phải thái tử đảng nào cũng có số phận hanh thông như là thái tử đảng nhà ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Hùng hay là cựu ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi. Có nhiều thái tử đã phải âm thầm từng bước dừng bước quan lộ. Có những thái tử phải nín thở chờ đợi phụ thuộc vào số phận của cha anh mình như là ông Phùng Quang Thành. Và sau khi một loạt thái tử khác đã yên vị, còn những thái tử của nhà Phạm Quang Nghị thất thế. Báo Việt Nam Net tung ra nhiều bài ngầm chỉ trích hiện tượng con cái lãnh đạo được thăng tiến để có thể ám trị các con nhà Nguyễn Tấn Dũng. Vào lúc này thì vị thế của ông Phạm Quang Nghị chưa được quyết định, nhưng sau thấy có vẻ ông Nghị sẽ thất thế. Tờ báo này quay sang ca ngợi sự đúng đắn đổi mới, cải cách trong việc lựa chọn cán bộ trẻ hết lời. Dư luận rối mù cảm xúc chạy theo những bài định hướng của những tờ báo trở mặt như là trở bàn tay. Lúc lên án việc cán bộ trẻ được luân chuyển không được vận động bầu cử, lúc lên án việc bầu cán bộ quá trẻ, rồi có lúc lại huênh hoang việc bầu cán bộ trẻ, khiến thiên hạ không biết đâu là đúng và đâu là sai. Đến giờ cũng không ai rõ việc lựa chọn cán bộ trẻ như thế nào là do năng lực, do kinh nghiệm truyền thống cha anh để lại sẽ tốt hơn, hay là việc lựa chọn con ông cháu cha như thế sẽ thiếu công bằng, hạn chế những người tài. Thưa quý vị, không có sự công bằng nào hết. Chẳng có cán bộ trẻ nào được chọn bởi vì năng lực hay là truyền thống gia đình một cách khách quan cả. Bởi vì nếu như thế thì con trai, con rể của ông Phạm Quang Nghị, ông Phùng Quang Thanh tất phải có vị trí tương xứng như là con của ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Sinh Hùng. So với bề dày công tác hoạt động thì Bạch Ngọc Chiến, Phạm Quang Thanh, Phùng Quang Hải không hề thua kém các ông Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Minh Chiết hay là Nguyễn Sinh Nhật Tân. Thế nên, sự diễn giải cho rằng con cái lãnh đạo, kế nghiệp là hạnh phúc dân tộc như kiểu đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm hay là Thích Thanh Quyết cho rằng con cái lãnh đạo có gene, có kinh nghiệm làm thì tốt là những diễn giải phải mang tính nịnh bợ, phù thịnh nhất thời. Nó không phải là những lý thuyết chân chính để chọn lựa những người lãnh đạo một cách công bằng, dân chủ. Tuy nhiên, thì chẳng có gì là khó hiểu trong sự nhập dạng này. Từ lâu nay, chế độ Cộng sản Việt Nam vẫn luôn có những cách sắp đặt nhân sự theo kiểu của họ, không giống ai, không giống quy luật nào. Cho nên việc con ông này lên, con ông kia xuống cũng không có gì mới mẻ cả. Từ bao nhiêu năm nay, cách lựa chọn vẫn thế. Có điều người ta chỉ thấy những người đi lên mà chẳng thấy những thái tử đi xuống mà thôi. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Những thái tử đảng không may. Bài viết do Người Buôn Gió biên soạn quan chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.